Ngày 30 tháng 7, Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ Đường sắt BC08, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã tổ chức chương trình Bữa cơm nhân ái, cung cấp 400 suất cơm mỗi ngày cho cán bộ lực lượng tham gia chống dịch Covid-19 tại huyện Bình Chánh đến khi hết giãn cách xã hội. Chương trình do Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Công đoàn Phòng BC08, Công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Bếp ăn lực lượng Phản ứng Nhanh thuộc Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố tổ chức. Mỗi suất ăn bao gồm món chính, thịt heo, cá, trứng, thịt bò và các món phụ, salad, rau, canh được thay đổi hàng ngày, đảm bảo cung cấp đủ năng lượng và phù hợp khẩu vị cho lực lượng tham gia chống dịch. Đại úy Nguyễn Phạm Anh Thư, đội Cảnh sát Giao thông Tân Sơn Nhất chia sẻ, lực lượng Cảnh sát Giao thông cũng là một trong những lực lượng tuyến đầu chống dịch cho thành phố. Tuy nhiên, ngoài việc đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thì chị Thư mong muốn góp thêm một phần nhỏ công sức để hỗ trợ cho thành phố. Thượng úy Nguyễn Minh Tiến, Bí thư Đoàn Phòng BC08 cho biết, đây là một trong những hoạt động thiết thực nhằm thể hiện sự đoàn kết, đồng lòng chung tay cùng thành phố vượt qua khó khăn. Trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục tham mưu Đảng ủy, Ban chỉ huy phòng, tổ chức nhiều hoạt động hơn nữa để giúp đỡ người dân có hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố.